Thanh tra Chính phủ vạch loạt sai phạm các dự án lớn ở Thái Nguyên. Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt sai phạm trong quá trình giao đất, tính giá đất, tiền sử dụng đất cho các dự án bất động sản lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo kết luận thanh tra về quản lý đất đai ở tỉnh Thái Nguyên vừa được Thanh tra Chính phủ công bố, dự án xây dựng khu đô thị Hồ Điều Hòa Sương Rồng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao cho công ty cổ phần Sông Đà 2 thực hiện. Theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1964-2006 đã chấp thuận thực hiện dự án theo hình thức BT, xây dựng, chuyển giao. Dự án thực hiện từ tháng 8 năm 2010, nhưng đến tháng 9 năm 2013 mới được thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư vi phạm luật đầu tư. Việc giao đất thực hiện dự án không qua đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư là vi phạm luật đất đai và Nghị định số 02-2006 về ban hành quy chế khu đô thị mới. Cơ quan thanh tra phát hiện tại quyết định số 3510-2008 điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã điều chỉnh một phần lô đất khách sạn KS01 thành đất ở tái định cư có diện tích trên 4.800m2. Thực tế, đất tái định cư tại chỗ theo các quyết định phê duyệt giá đất là 10.323m2, sau khi điều chỉnh là 20.761m2. Vì vậy, diện tích đất tái định cư chênh lệch gần 16.000m2 không có trong quy hoạch chi tiết 1/500. Việc tính giá đất để giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án dựa trên bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không đúng quy định của Bộ Tài chính, kết luận nêu. Ngoài ra, tổng số tiền đầu tư xây dựng cơ bản và tiền lãi vay ngân hàng trên 442 tỷ đồng do chủ đầu tư ứng trước để thực hiện dự án được đối trừ vào tiền sử dụng đất không có căn cứ pháp lý theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính. Tại dự án khu đô thị Cô Si Sông Công, thành phố Sông Công, kết luận của Thanh tra Chính phủ phát hiện việc giao đất thực hiện xây dựng khu dân cư nhưng không thông qua đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án là không đúng quy định. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Cô Si Sông Công có tổng mức đầu tư trên 481 tỷ đồng. Nguồn vốn do chủ đầu tư ứng trước để xây dựng hạ tầng kỹ thuật được trừ vào tiền sử dụng đất, nhưng thực tế là giao đất thực hiện dự án để kinh doanh. Việc tỉnh Thái Nguyên phê duyệt phương án tài chính đợt 1 và đợt 2, trong đó khấu trừ khoản chi phí xây dựng hạ tầng trên 39,5 tỷ đồng vào tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp là không có cơ sở. Giao đất không thông qua đấu giá. Ở dự án khu dân cư Havico, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án nhưng không theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án. Việc định giá đất theo phương pháp so sánh trực tiếp đã lựa chọn diện tích các lô đất có diện tích lần lượt là 71m2, 100m2 để so sánh là không tương đồng, chưa thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên chưa có quyết định phê duyệt phương án thu tiền sử dụng đất làm căn cứ để chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước. Dự án khu dân cư tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án nhưng không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án sử dụng đất là không đúng quy định luật đất đai. Việc xác định tài sản so sánh các thửa đất không tương đồng là chưa thực hiện đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tỉnh Thái Nguyên chưa có quyết định phê duyệt phương án thu tiền sử dụng đất làm căn cứ để chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định. Trên diện tích đất được giao, doanh nghiệp đã xây nhà ở, kết hợp văn phòng làm việc trong khi chưa đủ điều kiện xây dựng. Công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án khu dân cư sinh thái kiểu mẫu, phường Túc Nguyên, thành phố Thái Nguyên do công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và đầu tư Thái Nguyên làm chủ đầu tư, nhằm mục đích kinh doanh bất động sản nhưng không đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản. Việc giao đất thực hiện dự án xây dựng khu dân cư nhưng không thông qua đấu thầu dự án, có sử dụng đất, vi phạm luật đất đai. Diện tích đất giao thừa so với thực hiện dự án trên 7.400m2, nhưng chủ đầu tư và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên chưa xác định được vị trí, mục đích sử dụng đất của diện tích này. Sau khi thanh tra vào cuộc, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định thu hồi diện tích đất này để quản lý theo quy hoạch. Việc đối trừ tiền xây dựng hạ tầng trên 59 tỷ đồng và tiền lãi vay trên 3 tỷ đồng vào tiền sử dụng đất là không có cơ sở. Do Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra dấu hiệu sai phạm, đáng chú ý, tại dự án khu dân cư số 5, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, kết luận thanh tra chỉ rõ việc giao đất thực hiện dự án không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư là không đúng quy định. Dự án thực hiện cơ chế thanh toán tiền đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư cho nhà đầu tư bằng việc bù trừ tiền thu cấp quyền sử dụng đất đã có hạ tầng, thực chất là giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án. Phần diện tích trên 4 ha, tổng số 251 ô đất,
trong đó có 6 ô tái định cư, còn lại 251 ô doanh nghiệp đã thực hiện chuyển nhượng, hiện đã xây dựng nhà kiên cố khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính là vi phạm luật đất đai về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng đất, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh. Cơ quan thanh tra cho rằng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối trừ số tiền trên 42 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị vào tiền sử dụng đất là không có cơ sở. Phần diện tích doanh nghiệp đã thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng trên 3,2 ha, nằm trong tổng diện tích trên 15,3 ha bị thu hồi theo quyết định của tỉnh Thái Nguyên. Nay đã có một số ô xây dựng nhà kiên cố với tổng diện tích trên 10.000 m2 là vi phạm luật đất đai và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trách nhiệm thuộc chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Apex Thái Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành liên quan. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Apex Thái Nguyên và xử lý theo quy định của pháp luật, Thanh tra Chính phủ kiến nghị. Xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ không thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên rà soát xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để truy thu phần chênh lệch giá đảm bảo đúng quy định pháp luật, sát với giá thị trường, bảo đảm lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chủ động xin ý kiến các bộ, ngành chức năng trung ương.